Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc hồi bạn thú bông đáng yêu như thế này. Mình đã sử dụng màu nâu nhạt để làm phần thân, màu nâu đậm để làm phần chân và tay. Ngoài ra phần miệng, bạn có thể sử dụng vải dạ hoặc đất sét để nặn. Mắt thú bông, mình sử dụng sợi màu nâu đậm để thêu phần lông mày. Ngoài ra cần có kim móc, kéo, kim khâu và bông. Nếu các bạn yêu thích video, hãy nhấn vào đăng ký kênh, like, share video để ủng hộ mình ra nhiều video hơn nữa nha. Và sau đây, hãy theo dõi phần hướng dẫn chi tiết cùng mình. Tạo vòng tròn ma thuật bằng màu nâu nhạt. Móc 6 mũi đơn. Móc 6 mũi tăng. Móc 6 lần, 1 mũi đơn, 1 mũi tăng. Móc 6 lần, 1 mũi tăng, 2 mũi đơn. Móc 6 hàng 24 mũi đơn. Hàng 24 mũi đơn thứ nhất.
Hàng 24 mũi đơn thứ hai. Hàng 24 mũi đơn thứ ba. Hàng 24 mũi đơn thứ tư. Hàng 24 mũi đơn thứ năm. Hàng 24 mũi đơn thứ sáu.
Sau khi móc 6 hàng mũi đơn, bắt đầu móc giảm mũi. 1 mũi giảm, 2 mũi đơn. Móc 6 lần như vậy. Móc 6 lần, 1 mũi giảm, 1 mũi đơn. Nhồi bông từng ít một. Sử dụng nhíp để nhồi bông cho đều. Tiếp tục nhồi bông đến khi đều.
một đoạn sợi dài để khâu. Sử dụng kim khâu. Đâm qua các cạnh ngoài của chân mũi. Siết chặt giấu phần sợi thừa. Sử dụng súng bắn keo, gắn mắt và miệng. Sử dụng sợi màu nâu đậm để thêu lông mày. Dùng sợi màu nâu đậm, móc 6 mũi đơn vào vòng tròn ma thuật. Hàng thứ hai, tiếp tục móc 6 mũi đơn. Cắt sợi. Giấu phần sợi thừa.
móc thêm 3 lần như vậy nữa, tạo được 2 chân và 2 tay. Sau đó sử dụng súng bắn keo gắn chân và tay vào phần thân. Gắn tay. Tiếp theo đó gắn hai chân, tiếp tục sử dụng súng bắn keo để gắn phần chân. Dùng sợi màu nâu nhạt móc lên 4 mũi xích. Quay lại, móc 1 mũi đơn, 2 mũi đơn, 1 mũi nửa kép. Cắt sợi. Cắt bỏ phần sợi thừa. Tiếp tục sử dụng súng bắn keo gắn lên phần đầu.